Cổ chốt chưa tăng lương công chức, lương hưu, trợ cấp trong năm 2025. Người livestream bán hàng trên mạng xã hội sẽ phải định danh cá nhân. Dự báo giá xăng dầu giảm trong kỳ điều hành hôm nay. Việt Nam chi gần 1,4 tỷ đô la Mỹ nhập thịt và phụ phẩm giá rẻ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tài chính thị trường ngày 14 tháng 11 của báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin sẽ là những cập nhật đáng chú ý từ thị trường tài chính quốc tế

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên mức 106,51 điểm. Giá vàng thế giới tiếp đà giảm với vàng giao ngay chốt phiên quanh mốc 2.584 đô la Mỹ một ounce, giảm 13 đô la Mỹ một ounce so với mức đóng cửa phiên hôm qua, chủ yếu do sức ép từ đồng đô la Mỹ mạnh lên. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp với dầu Brent tăng 0,54% lên 72,28 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI tăng 0,46% lên 68,43 đô la Mỹ một thùng. Vâng thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về giá vàng, tỷ giá ngoại tệ cũng như những diễn biến đáng chú ý của thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Tại thời điểm khảo sát vào sáng sớm nay, ngày 14 tháng 11, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau: Giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNC cùng niêm yết ở mức mua vào 80,5 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 84 triệu đồng một lượng, không đổi so với sáng qua, tranh lệch hai chiều là 3,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 được công ty SCC niêm yết với giá mua vào là 79,7 triệu đồng một lượng, bán ra là 82,2 triệu đồng một lượng giảm 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua. Chênh lệch hai chiều là 2,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá nhẫn tròn 4 số 9 được Doji niêm yết ở mức 81,1 triệu đồng một lượng mua vào và 83,2 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng chiều mua vào, song không thay đổi ở chiều bán. Chênh lệch hai chiều là 2,1 triệu đồng một lượng. Giá mua và bán vàng nhẫn trơn 4 số 9 thương hiệu BNG niêm yết ở mức 80,8 triệu đồng một lượng và 82,4 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.288 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 21 đồng so với phiên trước đó. Với biên độ 5% các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đô la Mỹ với tỷ giá sàn là 23.073 đồng một đô la Mỹ, còn tỷ giá trần là 25.502 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đồng loạt nâng giá đô la Mỹ lên kịch trần, đồng thời cũng vượt qua mức đỉnh lập hồi tháng 6. So với đầu năm, hiện giá đô la Mỹ trên thị trường chính thức cao hơn khoảng 4,4%. Vietcombank cuối ngày hôm qua niêm yết giá đô la Mỹ mua tiền mặt ở mức 25.150 đồng một đô la Mỹ bán ra ở mức 25.502 đồng một đô la Mỹ. Việt Tiên Banh công bố giá đô la Mỹ mua tiền mặt là 24.010 đồng một đô la Mỹ, bán ra là 25.502 đồng một đô la Mỹ. BIDV niêm yết giá đô la Mỹ mua tiền mặt là 25.180 đồng một đô la Mỹ, bán ra ở mức 25.502 đồng một đô la Mỹ. Chốt phiên giao dịch hôm qua, ngày 13 tháng 11, VN Index tăng 1,22 điểm, tương đương 0,1% lên 1.246,04 điểm. Thị trường rơi vào trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Bởi mặc dù điểm số tăng, song cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo. VCB là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN Index tới 0,8 điểm khi mã này tăng 0,7% lên 92.500 đồng. Ngược lại, HPG là cổ phiếu ghi chỉ số xuống nhiều nhất khi giảm 1,6% xuống 27.050 đồng. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 16.900 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản trên sàn HOSE chiếm hơn 15.300 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 165 tỷ đồng, phiên thứ 15 liên tiếp. Thưa quý vị, với 428 trên 430 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Nghị quyết có nội dung chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 quyết nghị số thu ngân sách nhà nước năm sau là hơn 1,96 triệu tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 2,55 triệu tỷ đồng, mức bộ chi ngân sách nhà nước là 471.500 tỷ đồng, tương đương 3,8% tổng sản phẩm trong nước GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 835.965 tỷ đồng. Việc thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách xã hội, nghị quyết nêu rõ, chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025. Bên cạnh đó, các bộ cơ quan trung ương địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 điều 3 của nghị quyết số 34 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội. Theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, được mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế, cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành và tinh giản biên chế. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 147 ngày 9 tháng 11 năm 2024 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2024. Theo quy định tại khoản 3, điều 23 về cung cấp thông tin xuyên biên giới, với các mạng xã hội xuyên biên giới có người dùng trong một tháng từ 100.000 người trở lên phải có trách nhiệm lưu trữ thông tin của người sử dụng dịch vụ từ Việt Nam gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động hoặc số định danh cá nhân. Các mạng xã hội này cũng có trách nhiệm xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Trường hợp người sử dụng không có số điện thoại di động phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định về định danh và xác thực điện tử. Riêng với trường hợp người dùng mạng xã hội sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại thì mạng xã hội đó phải tiến hành xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân, số căn cước công dân theo quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định cũng quy định chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin, viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử chia sẻ, việc bổ sung quy định cụ thể về xác thực người dùng mạng xã hội là cần thiết bởi tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng. Quy định này sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong giám sát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm. Ngoài ra, mạng xã hội hiện có mức độ ảnh hưởng lớn, sức lan tỏa nhanh và rộng nên với việc định danh, người dùng sẽ cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình khi cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng. Thưa quý vị, theo mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện dầu khí Việt Nam (VPI), tại kỳ điều hành chiều nay, 14 tháng 11, giá xăng dầu có thể giảm từ 0,5 đến 2%, nếu liên bộ Tài chính, Công thương không trích lập hay chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5RON92 có thể giảm 101 đồng tương ứng 0,5% về mức 19.639 đồng một lít. Còn xăng RON 953 có thể giảm 183 đồng, tương đương 0,9% về mức 20.667 đồng một lít. Dầu ma rút được dự báo giảm 2% về mức 16.057 đồng một kg. Dầu diesel có thể giảm 1,4% về mức 19.079 đồng một lít. Dầu hỏa có thể giảm 1,1% về mức 19.079 đồng một lít. VBI dự báo Liên Bộ Tài chính Công Thương kỳ này tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn trong nước cùng chung nhận định, giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 14 tháng 11 có thể được điều chỉnh giảm. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước có thể giảm từ 110 đến 190 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel có khả năng giảm khoảng 250 đồng một lít. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng trong nước sẽ có phiên được điều chỉnh giảm các đứt đà tăng của kỳ điều hành trước. Theo thống kê của cơ quan hải quan, trong 10 tháng của năm nay, giá trị nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt đạt gần tỷ USD, 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn nguồn cung thịt, phụ phẩm dạng thịt đến từ Ấn Độ, Mỹ, Nga và Đức. Thịt nhập khẩu có giá thấp hơn nhiều so với sản phẩm trong nước. Nhiều loại thịt lợn, gà đông lạnh có giá bằng một nửa hàng nội địa, tạo sức hút lớn trên thị trường. Còn theo thống kê của Cục chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 1.440 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 48 tỉnh, thành phố, tăng 2,38 lần so với năm 2023. Dịch bệnh lan rộng làm giảm nguồn cung thịt nội địa và khiến giá thịt trong nước khó cạnh tranh hơn. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, hàng nhập giá rẻ có thể tiếp tục gây áp lực, làm suy yếu nỗ lực phục hồi của ngành sau dịch bệnh. Ngoài ra, nguồn thịt nhập khẩu đối diện rủi ro an toàn thực phẩm. Theo Cục Thú Y, từ tháng 5 đến tháng 9, trong 6.679 lô thịt nhập khẩu kiểm tra, có hơn 1% lô hàng dương tính với vi khuẩn Salmonella và đã bị loại bỏ. Điều này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thực phẩm với người tiêu dùng nếu biện pháp kiểm dịch và giám sát không được thắt chặt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày 14 tháng 11 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!